chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Ngoanh sẽ hướng dẫn chúng ta làm một chiếc Dream Catcher. Đây là chiếc Dream Catcher của cô Ngoanh. Chiếc Dream Catcher của cô Ngoanh có đẹp không? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành các bước nha.
con đăng ký kênh, like, chia sẻ để các bạn khác có chiếc Dreamcatcher đẹp như của mình nhá. Xin chào và tạm biệt các con.